Chỏ lửa Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng đổ bộ vào dải Gaza, trong khi tiếp tục oanh tạc các mục tiêu trên khắp vùng đất này, cũng như tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với quốc gia láng giềng phía Bắc là Liban. Ngoại trưởng Mỹ đến Israel thể hiện sự ủng hộ của Washington dành cho đồng minh thân cận ở Trung Đông, đồng thời giải quyết vấn đề con tin bị Hamas bắt giữ. Ai Cập từ chối đề xuất mở hành lang nhân đạo cho người tị nạn Gaza. Trong khi đó, xung đột Đông Âu cũng có diễn biến leo thang mới. Nga áp sát thành phố chiến lược Anivka ở miền đông. Ukraine tuyên bố vẫn giữ vững các vị trí. EU tiếp tục thuyết phục Trung Quốc thay đổi quan điểm về cuộc chiến Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Chủ tịch Triều Tiên gửi thư chúc Nga mau giành chiến thắng. Đảng Cộng Hòa có ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Người phát ngôn quân đội Israel Trung tá Richard Hesh mới đây cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đổ bộ vào dải Gaza. Nếu nhận được lệnh từ chính phủ Israel, hiện nội các thời chiến của Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Israel đã huy động 360.000 quân dự bị và đe dọa sẽ có phản ứng chưa từng có để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào nước này ngày 7 tháng 10. Như một động thái trả đũa, Israel đã oanh tạc dải Gaza, đồng thời phong tỏa toàn diện các nguồn cung lương thực và các tiện ích thiết yếu cho vùng đất này. Trong các đợt tập kích hôm 12 tháng 10, quân đội Israel tập trung nhắm vào mục tiêu lực lượng Rafah của Hamas. Đây là đơn vị đi đầu trong cuộc tấn công vào Israel hồi cuối tuần trước. Cùng ngày, Israel còn triển khai quân dự bị tới các thị trấn biên giới phía Bắc giáp với Liban nhằm bảo vệ và đảm bảo an toàn cho người dân, giữa bối cảnh các cuộc đụng độ giữa nước này với chiến binh Hezbollah gia tăng. Kể từ khi xung đột nổ ra, tổng số thương vong của Israel và Palestine đã vượt quá 10.000 người. Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Palestine Yosef Abu Anresh, số người chết vì xung đột ở Gaza đã lên tới 1.200 người, trong khi khoảng 5.000 người khác bị thương. Đáng chú ý, hầu hết các nạn nhân đều là phụ nữ, trẻ em và người già. Bộ Y tế Palestine trước đó cho biết, các bệnh viện ở Gaza đang hoạt động hết công suất trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn. Ở phía Israel, số người thiệt mạng và bị thương hiện lần lượt là 1.200 người và hơn 2.700 người. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 12 tháng 10 cho biết 21 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Israel và nhóm phiến quân Hamas, tăng so với con số 20 trước đó. Ông nói, thông tin cập nhật từ tối qua là rất xấu, thêm một người Thái Lan tử vong. Con số đã tăng lên 21. Chúng tôi mong muốn thảm kịch này phải dừng lại, tàn sát con tin là tội ác. Chiến tranh bắt nguồn từ cuộc tấn công đẫm máu của nhóm Hamas đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng cùng khoảng 150 con tin bị bắt. Theo Bộ Lao động Thái Lan, có 30.000 công dân nước này ở Israel chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nỗi sợ hãi đang tăng lên về số phận của 14 công dân Thái Lan bị bắt làm con tin. Các gia đình lo lắng đã tập trung vào sáng 12 tháng 10 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok để chờ chuyến bay chở 15 người Thái về nước, trong đó có nhiều người bị thương. Bà Yanisa Thawetkel có con trai tên Subibat Komkel làm việc tại một trang trại bơ của Israel từ năm ngoái, cho biết đã không ngủ trong nhiều ngày. Bà nói, con trai là tất cả đối với tôi rất lo lắng, nó là đứa con duy nhất. Tôi đã khóc khi biết nó ở vùng chiến sự và bị bắt làm con tin, cầu mong đấng tối cao phù hộ cho nó bình yên. Trưa ngày 12 tháng 10 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đáp xuống sân bay Ben Gurion, ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. Mục đích chuyến đi lần này của ông Blinken là nhằm thể hiện tình đoàn kết của Washington dành cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas và tập trung tìm cách giải cứu hơn 100 con tin bị bắt giữ ở Gaza, trong đó có cả công dân Mỹ. Phát biểu trước khi khởi hành, ông Blinken nhấn mạnh, chúng tôi đảm bảo Israel sẽ nhận được mọi thứ họ cần. Trong chuyến thăm, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog. Vào ngày hôm nay, 13 tháng 10, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới thủ đô Amman, Jordan, nơi ông gặp vua Abdullah II và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Thêm một quan chức ngoại giao Mỹ, sau Israel và Jordan, ông Blinken sẽ tiếp tục thăm một số quốc gia khác trong khu vực. Tổng thống Iran và Syria mới đây đã kêu gọi các nước Hồi giáo đạt thỏa thuận về lập trường chung là ủng hộ người Palestine. Hãng No News của Iran đưa tin như vậy vào hôm 12 tháng 10. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói với người đồng cấp Syria qua điện thoại. Các nước Hồi giáo và Ả Rập cũng như tất cả những người yêu mến tự do trên thế giới phải đạt được một quan điểm chung để ngăn chặn những gì chế độ Do Thái làm với người Palestine. Chỉ như vậy, các tiếng nói mới phát huy tác dụng và gây được sức ép. Hôm 11 tháng 10, Tổng thống Raisi và Thái tử Ả Rập Saudi
ông Mohammed bin Salman đã thảo luận về cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa họ từ khi hai nước đồng ý nối lại quan hệ trong một thỏa thuận hồi tháng 3 do Trung Quốc làm trung gian. Iran và Syria là đồng minh lâu năm ở Trung Đông. Ảnh hưởng kinh tế của Iran tại Syria đã tăng lên trong những năm gần đây. Tehran cung cấp hạn mức tín dụng cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và giành được nhiều hợp đồng kinh doanh béo bở. Cả Iran và Syria đều xem Israel như kẻ thù. Israel thường xuyên tiến hành oanh kích các mục tiêu của Iran tại Syria. Tại phiên họp toàn thể thuộc khuôn khổ tuần lễ năng lượng Nga tại Moscow, có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã kêu gọi nhà lãnh đạo Nga hỗ trợ giải quyết xung đột Israel-Palestine. Thưa Tổng thống, tôi kêu gọi ngài với tư cách là người đứng đầu của một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hãy đưa ra sáng kiến về một lệnh ngừng bắn và tìm ra giải pháp thực sự cho vấn đề Palestine. Cũng trong phiên họp, Tổng thống Putin lập luận rằng xung đột ở Gaza bắt đầu từ khi nhà nước Israel thành lập. Israel, như chúng ta đã biết, đang tồn tại một quốc gia độc lập và có chủ quyền, trong khi Palestine thì không. Trong những năm qua, Israel đã chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, chủ yếu bằng lực lượng quân sự. Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề Palestine hiện ở trong tim mỗi người dân ở Trung Đông, và việc xung đột này kéo dài dai dẳng suốt nhiều thập kỷ cho thấy sự bất công đã lên mức đỉnh điểm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 cho biết, Nga có thể sẽ và tiếp tục đóng vai trò trong tiến trình giải quyết xung đột Israel-Palestine, đồng thời duy trì đối thoại và thế trung lập đối với cả hai bên. Reuters dẫn các nguồn tin an ninh Ai Cập hôm 12 tháng 10 cho biết, Ai Cập đã thảo luận với Mỹ và các nước khác về việc vận chuyển hàng viện trợ tới dải Gaza thông qua biên giới nước này, nhưng bác bỏ đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo cho người dân tị nạn rời khỏi Gaza, bởi điều này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Từ lâu, Ai Cập đã hạn chế cho phép người dân ở Gaza tiếp cận lãnh thổ, thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine. Cairo cho rằng hai bên cần giải quyết xung đột trong phạm vi biên giới của mình. Dải Gaza, một dải đất ven biển nằm giữa Israel và Ai Cập, hiện là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người. Phong trào Hồi giáo Hamas đã kiểm soát vùng đất này từ năm 2007 đến nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết lực lượng phòng vệ nước này vẫn giữ vững vị trí tại thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, nơi Nga dồn lực tấn công trong vài ngày qua. Nhà lãnh đạo nêu rõ, Avdiivka, chúng tôi đang giữ vững mảnh đất của mình. Với lòng dũng cảm và sự đoàn kết, Ukraine sẽ quyết định cuộc chiến này kết thúc như thế nào. Bình luận được Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga đẩy mạnh tấn công vào Avdiivka sau nhiều tháng bao vây thành phố chiến lược ở mặt trận miền Đông. Theo giới chức Ukraine, Nga đã điều chuyển nhân lực và thiết bị đến Avdiivka để thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào nơi này kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các trận đánh lớn đã bắt đầu từ ngày 10 tháng 10. Ông Vitaly Barabash, người đứng đầu chính quyền thành phố Avdiivka cho biết, tình hình đang rất căng thẳng. Trong hai ngày qua có khoảng 30 đến 35 cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố lực lượng nước này đã xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine theo hướng Donetsk thêm 300 đến 600 mét. Ông Vadim Astagiev, phát ngôn viên cánh quân nhất của Nga cho biết, quân đội Nga tiếp tục đạt được bước tiến nhờ đợt tập kích tập trung vào vị trí quân đội Ukraine tại phía bắc Avdiivka và các khu dân cư lân cận. Avdiivka nằm ở phía bắc thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên. Thành phố có dân số khoảng 30.000 người trước chiến sự. Trong nhiều năm qua, quân đội Ukraine đã biến đô thị này thành cứ điểm vững chắc trong khu vực. Hiện lực lượng Nga đang áp sát ba mặt đông, nam và bắc Avdiivka, khiến Ukraine chỉ còn tuyến tiếp tế từ phía tây. Lực lượng Ukraine phòng thủ tại Avdiivka cảnh báo nơi này có thể trở thành Bakhmut thứ hai, ám chỉ thành phố mà Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tháng. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 10 đã chia sẻ một đoạn video quay lại đoạn tấn công chính xác bằng máy bay không người lái vào pháo tự hành AS-90 của Anh do lực lượng Ukraine vận hành. Phương tiện được sử dụng là UAV Lancet. Trong bài đăng trên Telegram, quân đội Nga cho biết, sau khi trúng đạn tuần kích, pháo tự hành bốc cháy và phát nổ, vũ khí của Anh bị phá hủy hoàn toàn chỉ với một cú đánh chính xác. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Trung Đông lần đầu tiên thông báo chuyển giao 32 pháo tự hành AS-90 cho Kiev vào đầu năm nay, cùng với hàng chục xe tăng chiến đấu Challenger 2. Lực lượng Anh thậm chí còn huấn luyện cho binh lính Ukraine vận hành những vũ khí này trên lãnh thổ của mình. Những vũ khí nêu trên lần đầu tiên được nhìn thấy trên chiến trường Ukraine vào tháng 6. Trong thời gian gần đây, UAV Lancet và đạn tuần kích, những loại vũ khí được Nga nâng cấp gần đây để mở rộng phạm vi hoạt động, đã trở thành mối đe dọa mới cho lực lượng Ukraine. Một video được phóng viên chiến trường Nga
Andrei Chudenko chia sẻ hồi đầu tuần cho thấy một chiếc UAV Lancet đã diệt gọn một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đang đậu tại một căn cứ không quân. Phiên bản cải tiến của Lancet được cho là có tầm bắn lên tới 120 km. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell mới đây cho biết Trung Quốc nên làm nhiều hơn nữa để thuyết phục Kiev và phương Tây rằng Bắc Kinh không đứng về phía Moscow trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Joseph Borrell nói như vậy trước chuyến thăm siêu cường châu Á vào cuối tuần này. Bắc Kinh đã chỉ trích đồng minh của mình là Moscow vì sử dụng vũ lực, nhưng đồng ý với tuyên bố của Nga rằng NATO mở rộng ở châu Âu là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột. EU cùng với Mỹ mô tả hành động của Nga là sự xâm lược vô cớ. Moscow cho biết xung đột là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây phát động. Ông Joseph Borrell nói tiếp với SCMB, Trung Quốc chắc chắn có thể làm được nhiều hơn như tham gia vào công thức hòa bình của Ukraine. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thuyết phục Ukraine rằng Trung Quốc không đứng về phía Nga. Công thức Zelensky mà ông Borrell đề cập được Kiev và những người ủng hộ xem như cách duy nhất giải quyết xung đột. Họ yêu cầu Nga thừa nhận thất bại, trả tiền bồi thường và giao nộp tội phạm chiến tranh cho tòa án quốc tế. Bắc Kinh đã đề xuất lộ trình giảm leo thang chiến sự của riêng mình vào năm ngoái, kêu gọi tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời giải quyết mối lo ngại về an ninh của Nga. Moscow bác bỏ kế hoạch của Kiev, cho rằng nó xa rời thực tế, trong khi đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho một giải pháp lâu dài. Ông Borrell nói thêm, mục tiêu trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày đã khẳng định rằng châu Âu coi trọng Trung Quốc và không có chương trình nghị sự ngầm nào nhằm làm chệch hướng sự phát triển của họ. Brussels hy vọng Bắc Kinh sẽ xem xét vấn đề Ukraine một cách nghiêm túc. Những tăng cường hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Nga đang mang đến cho Moscow nhiều sức mạnh. EU đã tách kinh tế của mình khỏi Nga vì cuộc xung đột Ukraine. Việc từ chối mua năng lượng giá rẻ của Nga đã làm giảm khả năng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia thành viên. Do vậy, một số doanh nghiệp đã chuyển sản xuất sang các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Nhiều quan chức EU lập luận rằng khối này cần phải giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Càng phụ thuộc kinh tế Trung Quốc, an ninh quốc gia và rất nhiều thứ khác đều sẽ bị đe dọa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói vào tháng 3, cách Trung Quốc tiếp tục tương tác với cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin là yếu tố quyết định mối quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai. Mới đây, Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết dự báo thâm hụt ngân sách năm 2023 của nước này là 20% GDP và để bù đắp khoản này, họ cần thu hút nguồn tài trợ bên ngoài khoảng 42 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và năm tới. Phát biểu được Thủ tướng Ukraine đưa ra tại một hội nghị bên lề cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Maroc. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết 1/3 nhu cầu của Ukraine có thể được đáp ứng bằng nguồn tài chính từ khu vực tư nhân nếu có các điều kiện phù hợp. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi thư với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 12 tháng 10, cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như mong nước Nga vĩ đại mau giành chiến thắng trước các đế quốc xấu xa ở Ukraine. Những bức thư đánh dấu kỷ niệm 75 năm quan hệ song phương diễn ra khoảng một tháng sau chuyến đi hiếm hoi của ông Kim tới Nga. Khi đó, ông Kim và ông Putin đã thảo luận về sự hợp tác quân sự, bao gồm cả chương trình vệ tinh của Triều Tiên và cuộc chiến ở Ukraine. Trong thư, ông Kim cho biết vô cùng hài lòng với các cuộc thảo luận thẳng thắn và toàn diện trong chuyến thăm. Ông cam kết sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hướng tới một tầm cao mới. Ông nói, tôi mong rằng nhân dân Nga, những người đã xây dựng một đất nước hùng mạnh, sẽ luôn giành được thắng lợi và vinh quang trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhân phẩm và an ninh của mình bằng cách đập tan chính sách bá quyền và chống phá dai dẳng của bọn đế quốc. Cuộc chiến mà các bạn đang gồng mình lên đáp trả là hoàn toàn chính nghĩa. Các bạn sẽ sớm ca bè ca khải hoàn. Ông Putin trong thông điệp gửi tới ông Kim cho biết cuộc gặp lần này của họ là bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ hai nước đang phát triển. Ông nói, tôi tin rằng việc thực hiện các thỏa thuận sẽ góp phần mở rộng hơn nữa hợp tác song phương mang tính xây dựng nhằm cải thiện phúc lợi của người dân hai nước cũng như đảm bảo an ninh ổn định trên bán đảo Triều Tiên lẫn toàn bộ Đông Bắc Á. Chuyến thăm của ông Kim đã làm dấy lên lo ngại của Mỹ rằng trục Moscow Bình Nhưỡng được hồi sinh có thể củng cố quân đội Nga ở Ukraine và cung cấp cho Triều Tiên công nghệ tên lửa bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Washington cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Bình Nhưỡng và Moscow phủ nhận có giao dịch vũ khí, nhưng hứa sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Mối quan hệ gần gũi giữa Triều Tiên và Nga cũng bị Hàn Quốc phản đối. Seoul nhiều lần đe dọa sẽ trang bị vũ khí cho Ukraine nếu Nga làm điều tương tự với Triều Tiên hoặc chia sẻ công nghệ quốc phòng nhạy cảm cho Bình Nhưỡng.
các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã chọn hạ nghị sĩ bang Louisiana, ông Steve Scully, làm ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện. Ông Scully đánh bại nghị sĩ Jim Jordan, người theo phong cách bảo thủ, được cựu Tổng thống Trump ủng hộ. Tuy nhiên, ông Scully cần phải giành được sự ủng hộ của tất cả những người ủng hộ ông Jordan để đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua chức Chủ tịch Hạ viện. Ông Scully đánh bại ông Jordan với số phiếu 113-99 trong cuộc họp kín của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa trên đồi Capitol hôm 11 tháng 10. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Jordan tuyên bố sẽ ủng hộ ông Scully tranh cử Chủ tịch Hạ viện. Ông Scully cần 217 phiếu để làm Chủ tịch. Với việc đảng Cộng Hòa nắm giữ 221 ghế trong Hạ viện, nhà lập pháp bang Louisiana chỉ có thể chấp nhận 4 phiếu chống trong nội bộ. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jordan hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra của đảng Cộng Hòa vì giao dịch nước ngoài bị cáo buộc tham nhũng của Tổng thống Joe Biden. Ông ủng hộ giảm chi tiêu chính phủ, thắt chặt an ninh biên giới và cắt giảm hoặc cắt viện trợ cho Ukraine. Những quan điểm này cùng với việc ông bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump trong hai cuộc điều tra luận tội do đảng Dân Chủ dẫn dắt đã giúp ông được cựu Tổng thống Trump ủng hộ cho cuộc đua. Ông Scully có quan điểm gần gũi hơn với xu hướng chủ đạo của đảng Cộng Hòa và nhìn chung ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Trong bài phát biểu sau cuộc bỏ phiếu hôm 11 tháng 10, ông nói rằng hành động đầu tiên với tư cách chủ tịch sẽ là thông qua một nghị quyết ủng hộ Israel sau cuộc tấn công của Hamas. Hạ viện đã không có chủ tịch từ thứ ba tuần trước khi hạ nghị sĩ bang Florida Mark Gates, một đồng minh thân cận của ông Jordan, kêu gọi bỏ phiếu sa thải hạ nghị sĩ bang California Kevin McCarthy khỏi vị trí này. Ông Gates cáo buộc ông McCarthy đã khuất phục đảng Dân Chủ bằng cách thông qua một dự luật chi tiêu mở rộng và tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine. Nếu không có chủ tịch Hạ viện, luật pháp không thể được thông qua, do đó không thể ủy quyền cấp thêm tài trợ cho Ukraine hoặc Israel. Mặc dù ông Jordan, Gates và ngày càng nhiều đảng viên Cộng Hòa phản đối việc viện trợ thêm cho Kiev, Nhà Trắng được cho là đang xem xét ràng buộc viện trợ cho cả hai quốc gia trong một dự luật duy nhất để đảm bảo rằng đảng Cộng Hòa muốn ủng hộ Israel cũng phải tiếp tục ủng hộ Ukraine. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin mới đây cho biết, hãng sản xuất ô tô quốc gia Malaysia là Proton đang xem xét xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở Thái Lan. Ông Srettha phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Kuala Lumpur trong chuyến thăm chính thức rằng Proton đang tìm cách thành lập một nhà máy xe điện ở Thái Lan. Hy vọng rằng một bước tiếp theo rõ ràng có thể được nhìn thấy và chúng ta cùng tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Hợp tác này mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên chúng ta. Quy mô đầu tư và năng lực sản xuất của doanh nghiệp mới dự kiến vẫn chưa được tiết lộ. Vị trí đầu tư để mở nhà máy cũng được giữ kín. Proton thành lập năm 1983 để khởi động ngành công nghiệp ô tô của Malaysia. Công ty hiện đang chuyển hướng sang xe điện, dưới quyền sở hữu một phần của nhà sản xuất ô tô tư nhân Trung Quốc, Geely Holding Group. Để thu hút năng lực sản xuất xe điện sang Thái Lan, chính phủ ở Bangkok đã cung cấp các khoản trợ cấp lên tới 150.000 baht, tương đương 4.126 đô la Mỹ cho mỗi xe điện chở khách có giá từ 2 triệu baht trở xuống. Theo chương trình này, các công ty phải bắt đầu sản xuất xe điện trong nước từ năm 2024. Ngành công nghiệp xe điện của Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào các nhà sản xuất Trung Quốc. Việc thu hút nhà sản xuất ô tô từ quốc gia khác có thể thúc đẩy động lực của ngành. Hãng BYD của Trung Quốc hiện chiếm 30% doanh số bán xe điện ở Thái Lan, có kế hoạch xây dựng một nhà máy xe điện ở tỉnh Rà Dòng. Các công ty Trung Quốc khác là Great Wall Motor và tập đoàn SAGC Motor cũng có kế hoạch sản xuất xe điện ở Thái Lan. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã từ chối đề nghị cùng Indonesia tham gia đấu thầu đăng cai World Cup 2034. New Chase News dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn, ông Datuk Hamidin Amin khẳng định Malaysia không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Indonesia, cũng như không có ý định tham gia cuộc đua này. Vị quan chức đồng thời bày tỏ quan điểm tương tự với đại bộ phận thành viên Liên đoàn châu Á, đó là ủng hộ Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034 và tin rằng quốc gia Tây Á này có thể tổ chức thành công đại hội. Bình luận được ông Amin đưa ra sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir cho biết họ đang thảo luận với Australia về việc đồng đăng cai World Cup 2034 với Malaysia và Singapore. Quốc gia vạn đảo trước đây từng nhiều lần bày tỏ tham vọng đối với việc tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phía Liên đoàn bóng đá Úc gần đây thừa nhận họ đã xem xét khả năng đấu thầu đăng cai FIFA Club World Cup 2029 hoặc World Cup 2034. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Singapore chưa đưa ra bình luận. FIFA vào tuần trước đã gửi lời mời đến các liên đoàn bóng đá ở châu Á và châu Đại Dương tham gia đấu thầu đăng cai World Cup 2034, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Đến đây, bản tin thời sự quốc tế xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.